Thưa quý vị, một cảnh sát trường học bắn chết sinh viên, tin từ Texas. Một cảnh sát trường học đã bắn chết một sinh viên không vũ trang tại thành phố San Antonio, Texas. Được biết là sinh viên Cameron Didas, 23 tuổi, đã bị giữ xe vì chạy quá tốc độ cho phép. Giữa sinh viên này và nhân viên cảnh sát xảy ra xung đột. Cảnh sát đã bắn vài phát đạn vào người lái. Nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ. Trên người Cameron không có vũ khí. Viên cảnh sát được xác định là ông Christopher Carter, hiện tạm thời bị đình chỉ công việc để điều tra. Tuyên bố của University of the Incarnate Word cho hay, ông Carter đã làm việc tại đây trong nhiều năm và có căn bản nghề nghiệp vững chắc. Tất cả các nhân viên cảnh sát trong trường đều được cấp phép và xác nhận của tiểu bang. Trong khi đó, thì bạn bè của Readers cho hay, anh cũng không phải là mỗi người thường xuyên gặp rắc rối với cảnh sát.